Ủa, sao cho mình ăn hả? Không, nào. Không. Ờ, quý này con ông Phật nè, clip nè. Clip gì con nông nữa. À, tôi đang vừa nhậu vừa coi lại những cái video clip mà quay ở bên Việt Nam đó các bạn. Trống mà chúng tôi thường hay chơi trình diễn nhạc sống đàn trống keyboard. Quay đừng có lia máy nhanh nhanh quá, quay quay từ từ. Như đẹp trong kia. Giờ mình thấy muốn về rồi thì cứ dọn. Bạn quá, bạn quên bảy đẹp gái quá. Đấy. Ánh hồng á, bả sửa cái gì mà mặt có đẹp ghê á. Bây giờ có con cũng chối. Con cũng chối. Nhạc này là nhạc của tụi tôi chơi nha các bạn, chứ không phải là nhạc của trên YouTube đâu nha các bạn. Hy vọng là YouTube hiểu điều này. Đây. Ngồi đây, vô đây đi. Vô đi. Dời quá. Xin quá. Đi chưa? Ủa đứng cái này ở Sài Gòn hay là ở đây?
dùng riêng đấy, dùng riêng. Mà chúng tôi bên Mỹ thường hay uống. Đây 1738. Rượu này uống vô là không có bị nhức đầu. Mà uống rất là đậm. Hơn mặn trong nước cho tiêu Adam. We've been hey, ok chào nha. Bài mấy đứa nhỏ bên sân bên Mỹ nhưng mà cũng biết nói tiếng Việt nha các bạn. Các bạn hả? Giống như ông Thông thì đó, đi có tụi này vào trong nhà đi về vô ra ra đi cây nồi lẩu nó lên tới mặt cá luôn biết mặt lễ thôi á, nó bể cái thôi đánh bo á, cái tan á, đủ thứ hát tàn thế là không luôn biết. Nó xui chứ nó xui nó xảy tới mình cũng được chịu quá, không biết chuyện gì xảy ra cả. Không bị mua không bị, ngay lúc mình đi bị không? Thì đó xui hết rồi. Xui. Nhà cho anh đó, nhà lọ. Nhà anh bị cái gì? Cái water heater nó bị chảy, nó bung nước ra. Từ trên áp thì nó chạy xuống lầu 1. Lầu 1 nó chạy xuống cái tầng dưới. Đây bị ngợm gì đó. Hai mấy ngày luôn, tôi nghĩ là hai mấy ngày luôn. Qua rồi nghĩ là bị nó bị bể hay sao? Cái ống nước nó bị bể ra. Nguyên có đường tiếp rốt, nguyên cái tiếp rốt nó bị đèn này bởi nguyên. Nếu mà nói nguyên cái tanh thì cũng không, cái tanh nó không bại nhưng cái ống nước á, ống nước nó thì nhưng mà nó ra hết cái nồi. Không, nước nó cứ chảy, nó nước nó cứ chảy vô hoài, nó vô hoài. Nó cứ vô. Ừ. Thấy thế là nó cứ chảy. Có cái tanh không? Ừ. Để trên lầu. Trên lầu. Trên lầu không? Chết đi. Trong cái e điện tốt trên lầu. Nhà chợ theo mày. Cái nhà chợ là được cái lọ vậy đó. Cũng có tờ theo à.
nhà chợ em trên sân trọng. Đúng rồi, nhà chợ cũng trên đó, nhà cô á. Ồ vậy hả? Ồ. Không mà hình như là nghe nói nếu mà mình require nó lúc mà build á. Đúng nhà, rồi. Nhà ấy mà mình kêu nó build cái ở cái garage á. Ừ. Cũng được. Đúng rồi, đó. Được. Mình require nó được. Theo yêu cầu của mình. Dạ, theo yêu cầu thì có thể là nó đổi cái plan thì anh tốn mất mấy trăm nữa. Có thật. Vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Nó an toàn của mình thôi. Câu nhà ống ga, ống ngoài ga, nó ống nướng là cái. Ừ. Để chào các để bạn. Hẹn gặp các bạn vào dịp video khác. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Lên cửa cùng luôn. Nóng cũng quả.